Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn sẽ mình nắng một chú voi nha các bạn. Chú voi xanh đi. Các bạn dễ nhìn ra. Chú voi xanh. Chú voi thường chú có cái đầu rất là to. Chú voi xanh thì thường chú cái đầu rất là to. Đây là xe này. Này đó. Đó. Thấy chưa? Cái mình chân cũng rất là to. Mình của chú voi thôi thì bụng chú rất là bự nha các bạn, bụng dưới chú rất là bự đó, để thấy không, mình sẽ gắn cái đầu chú voi vào. Mình nắng chi của chú voi nha, chân voi còn có bóng chân còn chân chú voi rất là to. Chân này mình sẽ nắng cái vòi của chú voi là vòi màu các bạn, mình sẽ ghép màu vào cho nó nhìn nó bắt mắt hơn nha. Đó. Các bạn đã thấy chưa, rồi đó sắp sửa hoàn thiện nha, mình sẽ làm chú voi màu đỏ luôn cho chú voi thật là nổi. Cưng xíu à. Đó. Nó lên mắt chú voi. Mắt của chú voi này. Sẽ cắt cái miệng dưới của chú voi các bạn, làm cái miệng của chú voi nha. Đó, các bạn thấy chú voi chưa? Đó, chưa hoàn thành nha các bạn. Chân dưới của chú voi nha. Cái móng chú voi nè,
chưa, mình thiếu nha, mình thiếu đâu tay và đâu đâu có chú voi. Chú voi này quá đẹp luôn, quá trời mèo luôn. Chú voi này là chú voi mèo đó, và hai lỗ tai. Cái trường hợp các bạn chú voi chưa, chú voi của mình chưa, đó. Thẳng lại nè, đó, chú voi của mình nè, thấy chưa, các bạn thấy chưa, đó, y da, em biết chú voi rồi, qua hạn cái chú voi chưa, chú voi xanh, voi đỏ. Chúc các bạn làm thành công nha. Một ngày vui vẻ nha các bạn.